Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với YouTube channel của Sanctity Shop. Trong video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình VLAN và cấu hình cổng access hoặc trunking trên các dòng switch Cisco Catalyst 1200 và 1300 series. Mình sẽ sử dụng mô hình đơn giản này để hướng dẫn các bạn cấu hình. Trong mô hình này thì mình sử dụng 3 VLAN. VLAN 10 cho máy tính và laptop, VLAN 20 cho camera và VLAN 30 cho điện thoại iPhone. Cổng 24 là cổng nối lên router hoặc firewall, nên cổng này sẽ là cổng trunking và cho phép 3 VLAN 10, 20, 30. Với mô hình này thì gateway của 3 VLAN các bạn sẽ phải cấu hình trên router hoặc firewall. Cổng 1 đến 7 mình sẽ sử dụng cho người dùng trong LAN, nên các cổng này sẽ access VLAN 10. Cổng 8 đến 15 sử dụng cho camera, nên các cổng này sẽ access VLAN 20. Cổng 16 đến 22 sẽ sử dụng cho iPhone, nên các cổng này sẽ access VLAN 30. Các phần cấu hình cơ bản khác như là truy cập vào giao diện web, cấu hình các tính năng cơ bản thì mình đã có video hướng dẫn cụ thể rồi. Các bạn có thể tham khảo trên YouTube channel của Sanctity Shop. Trong video này thì mình sẽ chỉ tập trung vào các tính năng VLAN, cổng access và trunking thôi. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cần tạo các VLAN sẽ sử dụng. Mình sẽ tạo 3 VLAN 10, 20 và 30. Các bạn truy cập vào menu VLAN Management, VLAN Setting. Nhấn dấu cộng để tạo thêm VLAN. Nếu các VLAN liên tiếp nhau và các bạn không cần đặt tên cho VLAN thì các bạn chọn Range để cấu hình nhanh. Ví dụ các bạn cần tạo 10 VLAN từ VLAN 10 đến 19 thì các bạn nhập 10 và 19 vào hai ô này là được. Switch sẽ tạo 10 VLAN với ID từ 10 đến 19. 3 VLAN của mình không liên tiếp và mình cũng muốn đặt tên cho VLAN theo chức năng nên mình sẽ chọn một VLAN ở trên. Các bạn nhập VLAN ID và VLAN name vào. Nhấn Apply. Tương tự thì mình sẽ tạo thêm VLAN 20 và 30. Sau khi tạo đủ VLAN thì các bạn nhấn Close để đóng cửa sổ này. Các bạn có thể thấy các VLAN đã tạo ở đây. Đối với mô hình này thì chúng ta chỉ cần đặt một IP cho một VLAN để quản trị thiết bị. Mình sẽ đặt IP 192.168.10.2 trên VLAN 10. Các bạn truy cập vào menu IPv4 Configuration, IPv4 Interface. Nhấn dấu cộng để tạo mới. Interface chọn VLAN 10. IP address type chọn static IP address và nhập IP vào. Mask thì các bạn chọn network mask hoặc prefix LAN đều được. Network mask của subnet 24 là 255.255.255.0, còn prefix LAN các bạn nhập số 24 là được. Nhấn Apply. Như vậy thì sau khi thông mạng, các bạn có thể sử dụng IP này để truy cập vào switch. Tiếp theo mình sẽ cấu hình cổng 24 trên switch là cổng trunking, cho phép 3 VLAN 10, 20, 30 để kết nối lên firewall. Các bạn truy cập vào VLAN Management, Interface Setting, chọn cổng 24 và nhấn biểu tượng Edit. Interface VLAN Mode chuyển sang Trunk. Mặc định trên Cisco C1200 và C1300 sẽ cho phép toàn bộ các VLAN đi qua đường trunk. Các bạn chỉ cần chuyển mode sang trunk là mạng sẽ thông. Tuy nhiên, trong trường hợp các bạn chỉ muốn cho phép một số VLAN cụ thể thì các bạn có thể cấu hình thêm phần allow VLAN trên đường trunk này. Để cấu hình thì các bạn chuyển sang menu Port VLAN Membership. Chọn cổng 24. Kéo lên trên chọn Join VLAN. Các bạn có thể thấy mặc định thì sẽ là target on VLAN. Các bạn chọn User Defined và nhập các VLAN mình muốn cho phép vào.
Nếu các viên lan liên tiếp nhau thì các bạn sử dụng dấu gạch ngang, còn không liên tiếp thì sử dụng dấu phẩy. Như ví dụ này thì cổng trang này sẽ cho phép các viên lan 1, 3 và từ 5 đến 10. Mình sẽ cho phép 3 viên lan 10, 20, 30 trên cổng trang này. Nhấn Apply. Như vậy là xong. Tiếp theo thì mình sẽ cấu hình các cổng access vào các VLAN tương ứng để kết nối xuống end device. Để cấu hình cổng access thì các bạn chuyển sang menu Port to VLAN. Cổng 1 đến 7 mình sẽ access vào VLAN 10. Trong menu VLAN ID, các bạn chọn VLAN 10. Nhấn Go. Cổng 1 đến 7 access VLAN 10 thì các bạn chuyển membership type của các cổng này sang Untagged. Nhấn Apply. Tương tự, cổng 8 đến 15 access VLAN 20. Các bạn chọn VLAN ID 20 và chuyển các cổng từ 8 đến 15 thành Untagged. Nhấn Apply. Cổng 16 đến 22 access VLAN 30. Các bạn chọn VLAN ID 30 và chuyển các cổng từ 16 đến 22 thành Untagged. Như vậy là xong. Sau khi cấu hình xong thì các bạn nhấn biểu tượng lưu ở phía trên này để lưu lại cấu hình. Nếu không lưu thì khi switch khởi động lại, toàn bộ cấu hình mà các bạn vừa thực hiện sẽ bị mất. Với các mô hình thực tế thì các bạn chỉ cần quy hoạch VLAN, xác định cổng access và trunking, sau đó cấu hình tương tự là được. Ok, như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn cấu hình VLAN và cấu hình cổng access hoặc trunking trên các dòng switch Cisco Catalyst 1200 và 1300 series. Nếu các bạn có thắc mắc hay góp ý nào thì hãy để lại comment để mọi người cùng trao đổi nhé. Và đừng quên like, share cũng như là subscribe để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn.